chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu và mình là Admin Kha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đánh giá về cái chiếc Huawei P40 Pro này các bạn nhé. Đây là một video mà mình chỉ là trên tay nhanh thôi, cũng như là nói về những cái cảm nhận nhanh của mình khi mà trên tay cái chiếc máy này. Cơ bản ở đây thì mình chỉ được mượn một cái máy trần thôi, chứ không phải là một cái máy mà kiểu có hộp full box đầy đủ. Cho nên là thôi, có gì thì nói đúng không nào. Thì đây cũng chỉ là một phiên bản máy demo có tại cửa hàng thôi các bạn à. Nhưng mà về cơ bản thì những cái thông số cũng như là những cái công nghệ phần cứng thì nó đều được trang bị trên chiếc máy này cả, không có bị cắt giảm gì so với phiên bản thương mại đâu. Về phần mặt trước của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cái kích thước màn hình 6.58 inch này. Đó, độ phân giải thì ở đây nó không phải là 2K các bạn nhé, mà nó chỉ dừng lại ở đâu đó là khoảng Full HD cộng thôi. Đây, mình sẽ show cho bạn xem màn hình chính này. À không, màn hình độ sáng này, độ phân giải màn hình này. Ở đây các bạn có thể thấy này, độ phân giải cao của nó thì đang để là khoảng là 2640x1200. Đây không phải là độ phân giải 2K tiêu chuẩn các bạn nhé. Đó, và kể cả là cái độ phân giải là 1760x800 ở đây cũng không phải là độ phân giải Full HD được. Đây là một điều các bạn cần phải lưu ý. Cá nhân mình thấy thì nó vẫn là rất là sắc nét khi mà mật độ điểm ảnh cho ra thì trên 400 ppi. Đây là một chất lượng chi tiết rất là tốt. Trải nghiệm thì gần như là không có cái gọi là cái điểm rỗ trên màn hình. Nhưng mà nó sẽ không phải là độ phân giải 2K cộng, tại vì 2K cộng thì nó rất là khác. Và các bạn có thể thấy này, mình sẽ để là hai cái thông số, một là thông số có độ phân giải 2K và một là thông số có độ phân giải trên cái chiếc Huawei P40 Pro này. Trên cái màn hình của chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một cái chuẩn tần số quét là 90Hz. Vuốt trên này thì rất là mượt luôn các bạn à. Chứng tỏ là về cái mặt tối ưu phần mềm thì trên Huawei họ đã làm rất tốt rồi. Và mình cực kỳ thích cái hiệu ứng chuyển cảnh khi mà xoay ngang màn hình như thế này này các bạn à. Đó. Đó, các bạn có thể thấy này. Đó. Rất là mượt luôn và không có hiện tượng bị khựng. Đây là một điều rất là đáng khen cho Huawei. Và tấm nền trên chiếc máy này sẽ là tấm nền OLED hỗ trợ công nghệ HDR10. Đó là những thông số cơ bản về cái chiếc máy này. Mặc dù điểm ảnh nó cho ra thậm chí lên tới là gần 450 ppi, rất là sắc nét, các bạn không thể nào soi được cái điểm rỗ trên cái màn hình này đâu. Nhưng mà độ phân giải này sẽ là không phải độ phân giải 2K, các bạn lưu ý giúp mình. Và màn hình trên chiếc máy này nó sẽ được cong 3D và nó cong ở bốn cạnh viền luôn. Cho nên là các bạn nhìn tổng thể này, phần viền của nó được làm rất là mỏng. Tuy nhiên thì khi chúng ta nghiêng lên thì các bạn sẽ thấy này, phần viền đen của nó thì khá là dày luôn ở bốn cạnh bên đây. Đó, nhưng mà chính vì nó thiết kế cong như thế cho nên là nó đã làm khuất đi phần nào đó về cái phần viền trên cái chiếc máy này. Con này có kích thước là 6.58 inch, nhưng mà khi mà xét về tổng thể thì nó chỉ ngang bằng so với lại một chiếc iPhone 6.5 inch thôi. Trên cái chiếc máy này thì nó đã tối ưu cho chúng ta về cái phần viền rất tốt rồi. Và các bạn có thể thấy này, cái phần khung viền đây thì nó được làm khá là dị đúng không nào. Đó, trông như là có bốn cái trụ nhu lên vậy các bạn à. Đây, bốn cái trụ nhu lên ở bốn góc. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có là một cái dải anten màu trắng ở đây thôi, không có gì cả. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng này, một cái phím nguồn được điểm xuyến đường kẻ màu đỏ này, trông rất là nổi bật luôn. Với cái phần mà kết hợp màu sắc bạc với lại màu đỏ này. Và chúng ta sẽ có thêm hai cái dải anten ở hai bên đây, bao bọc cái cụm phím nguồn và cụm phím tăng giảm âm lượng. Cạnh trên thì chúng ta sẽ có là một cái cảm biến hồng ngoại này, một micro và hai cái dải anten ở hai bên. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có là một cái khe để lắp thẻ SIM này, một micro này, hai cái dải anten này và một loa ngoài. Và theo như mình thấy thì con này nó không có một cái khe nào hiển thị là đây là cái loa thoại cả các bạn à. Và một điều mình thấy cực kỳ khó hiểu luôn đó chính là với một sản phẩm flagship như thế này nhưng nó sẽ không có chúng ta là loa kép stereo. Rất là khó hiểu đến từ vị trí của Huawei luôn. Có vẻ như họ thấy rằng là loa này nó không thật sự cần thiết ấy. Tại sao thế nhờ? Đây là một điều mà tối thiểu của một chiếc flagship khi mà được ra mắt vào năm 2020 này. Nhưng mà Huawei lại không có chúng ta là cái chuẩn loa kép stereo đó. Bỏ ra với một chiếc máy mà với cái mức giá là tầm khoảng 23 triệu như thế. Và khi mà các bạn mua tại những cái nơi chính hãng khác thì mức giá của nó chỉ còn là khoảng 17 triệu đồng thôi. Mình thấy đây là một giá cực kỳ hời rồi. Nhưng mà cơ bản thì nó sẽ không có cho chúng ta, đó chính là thứ nhất là phần loa thoại đây mình chưa thấy này. Và chiếc máy này chỉ là chiếc máy demo thôi cho nên là mình vẫn chưa lắp SIM vào để có thể nghe gọi được, test được cho các bạn. Về mặt sau thì chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một camera chính thì sẽ có độ phân giải là 50 megapixel, camera góc rộng thì sẽ có độ phân giải là 40 megapixel, và nó còn sẽ có chúng ta là thêm một camera tele với độ phân giải là 12 megapixel nữa. Kế bên thì chúng ta sẽ có thêm là một cái cảm biến đo chiều sâu TOF 3D. Bên trên thì chúng ta sẽ có thêm là một cái cụm đèn flash LED kép ở đây nữa này. Đó, hai tông màu. Bên dưới sẽ là logo Huawei. Về phần mặt lưng của chiếc máy này thì mình thấy rằng là nó được hoàn thiện rất là tốt và màu sắc trên cái chiếc máy này rất là đẹp luôn. Chất liệu hoàn thiện thì khung viền sẽ là kim loại và hai mặt thì sẽ là hai mặt kính.
Đó. Với cái phần thiết kế như thế này thì mình thấy rằng là về cái việc bám dấu vân tay và mồ hôi nó vẫn hiện khá là rõ. Tuy là cái mặt lưng của nó thì nó được làm theo kiểu là mờ đục, nhưng mà vẫn thấy khá rõ những cái dấu vân tay cũng như là cái mồ hôi đó. Và chiếc máy này nó sẽ có chúng ta là một cái chuẩn kháng nước IP68. Đây cũng như là một điểm cộng bù lại về cái việc là chiếc máy này không được trang bị loa kép stereo. Đó, một cái chuẩn kháng nước cho một chiếc flagship trong năm 2020 là một điều thật sự rất là cần thiết. Xiaomi họ cũng đang cân nhắc để có thể là trang bị trên cái thế hệ flagship tiếp theo của họ về cái chuẩn kháng nước IP68 mới nhất như thế này. Tổng thể thì mình thấy rằng là về cái đầu tiên là về cái phần cụm phím bấm này thì mình thấy là nó hơi cứng, bắt chúng ta dùng lực hơi nhiều. Bấm thì nó có độ nảy nhưng mà nó không được thoải mái cho lắm. Còn về trải nghiệm cầm nắm thì mình thấy là con này nó nặng tới là khoảng 210g, cho nên là cầm nó hơi nặng đó các bạn à. Nặng hơn đó, cảm giác như là nặng ngang ngửa với lại chiếc iPhone XS Max, trong khi là nó còn nhỉnh hơn tới là 220g nữa cơ. Cảm thấy nó nặng lắm các bạn à, thật sự luôn. Về phần mềm cũng như là cấu hình thì chúng ta sẽ có là một con chip Kirin 990 hỗ trợ 5G mới nhất đến từ hãng Huawei. Và chúng ta cũng sẽ có là một hệ điều hành MIUI 10.1 được tỷ biến từ Android 10 mới nhất. Về phần mềm thì gần như các bạn cũng không có gì phải đắn đo rồi. Con này thì nó chỉ có vẫn có một điều chứ, đó chính là chiếc máy này nó không thể nào cài được Google Play. Đây là một điều các bạn cần phải lưu ý nhé. Kể cả là cái phần app trình duyệt đây thì nó cũng sẽ sử dụng cho chúng ta, đó chính là công cụ tìm kiếm Bing chứ không phải là Google. Các bạn có thể thấy logo Bing này. Với cái công cụ tìm kiếm Bing thì nó rất là củ chuối luôn, nó không có gì gọi là chính xác hay là đặc biệt ở đây cả. Nên các bạn cần phải lưu ý khi mà mua một thiết bị Huawei ở thời điểm hiện tại, và thậm chí là kể cả những sản phẩm chính hãng như thế này thì nó vẫn sẽ không có cho chúng ta là dịch vụ Google. Nếu như các bạn không quan tâm lắm về Google thì các bạn có thể sử dụng nó bét tiền lại nhẹt cũng được, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà một khi các bạn đã dính vào hệ sinh thái của Google, ví dụ như là YouTube, Gmail, thì gần như các bạn sẽ loại những cái chiếc điện thoại Huawei ngay ra khỏi danh sách muốn mua ngay lập tức. Huawei thì ở thời điểm hiện tại đang gánh chịu rất nhiều hậu quả bên ngoài cái quốc gia lãnh thổ Trung Quốc đó các bạn à. Tại vì là một khi đã ra ngoài Trung Quốc thì bắt buộc chúng ta phải có đó chính là Google thôi, chứ còn không thì chết. Ở thị trường châu Âu thì gần như là những sản phẩm của Huawei đang bắt đầu chứng lại rồi, tại vì không có dịch vụ Google mà. Ở châu Âu thì họ rất là chuộng Google luôn, cho nên là thành ra doanh số của Huawei đang sụt giảm, tạo đà phát triển cho những cái thiết bị đến từ Xiaomi đó. Cho nên Xiaomi cũng đang tập trung đẩy mạnh cho thị trường đó. Rồi, cơ bản là những cái thông tin mình muốn gửi đến cho các bạn là như thế. Đối với cá nhân bản thân mình thì mình thấy con chip Kirin 990 5G này thì rõ ràng nó cho ra một mức hiệu năng rất tốt rồi, được xem như là nhất nhì ở thời điểm hiện tại luôn trong thế giới smartphone Android. Về cơ bản thì trên chiếc máy này chúng ta không cần phải lo lắm về cái phần gọi là cấu hình của chiếc máy này, tại vì nó có chúng ta làm con chip rất là mạnh rồi. Các bạn chỉ nên để ý rằng là liệu khi mà không có Google thì các bạn có thể là sử dụng nó một cách bình thường được hay không. Còn về phần pin trên chiếc máy này thì nó sẽ có chúng ta là một viên pin với dung lượng là khoảng 4200 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh tối đa là 40W này, hỗ trợ sạc nhanh không dây là 27W và sạc ngược cũng là 27W luôn. Con này thì nó hỗ trợ chúng ta là ba cái tiêu chuẩn như thế. Và để mà có thể sử dụng được tính năng sạc ngược không dây thì các bạn không thể nào mà bật được trên cái thanh thông báo này đâu, nó sẽ không có, mà các bạn phải vào trong cái mục pin bên trong cài đặt ấy, rồi các bạn bật cái tính năng là sạc ngược không dây lên, như thế thì nó mới bắt đầu sạc được cho những thiết bị hỗ trợ sạc không dây khác. Đó là những thông tin cơ bản về chiếc máy này. Nhìn chung thì đối với lại viên pin có dung lượng là khoảng 4200 mAh, thì khi mà sử dụng cái tần số quét 90Hz, chúng ta vẫn có thể chăm chước được nó nằm ở cái mức là khoảng 4000 mAh cho một cái màn hình là tần số quét 60Hz thôi. Nó cũng sẽ xem và tương đương như thế. Tần số quét 90Hz thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái trải nghiệm nó cực kỳ là mượt mà trong những cái tác vụ thường ngày như thế này. Thao tác vuốt, lướt Facebook, rồi là đọc báo hay soạn văn bản thì nó rất là mượt luôn. Nó vẫn có thể đủ cho chúng ta chơi được ở mức FPS là 90. Nhưng mà các bạn phải lưu ý một điều rằng là ở thời điểm hiện tại, đa số các game mobile có trên thị trường thì nó cũng chỉ dừng lại chúng ta là khoảng 60Hz thôi. Cho nên là bây giờ hy vọng trong tương lai thì những cái tựa game mới ra mắt có độ họa khủng này, cấu hình cao thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là cái mức FPS là 90, để giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được tốt hơn những cái tựa game trên những chiếc máy có cái cấu hình cao như thế này. Rồi, cơ bản là như thế thôi. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.